Thương chào tất cả các con khối 7. Đến hẹn lại lên, chúng ta sẽ bước vào các cuộc kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2 của các môn. Và môn công nghệ 7 của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng sẽ kiểm tra giữa kỳ. Hôm nay, thầy sẽ ôn tập cho các con các phần mà chúng ta đã học để chuẩn bị bước vào cuộc kiểm tra đánh giá thật là tốt. Kiểm tra đánh giá giữa kỳ 2 chúng ta gồm có hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận. Phần trắc nghiệm gồm có 16 câu, chiếm 4 điểm. Và phần tự luận chiếm 4 câu là 6 điểm. Phần trắc nghiệm, thầy sẽ gửi cho tất cả các con đề cương. Thầy sẽ ôn cho các con phần tự luận. Chúng ta cùng bước vào từng câu nha. Câu số 1. Em hãy cho biết mục đích và phương pháp nhân giống thuần chủng. Đối với câu này, chúng ta trả lời như sau. Mục đích là tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, với yêu cầu là giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó. Về phương pháp, chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái của cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ. Các con xem quan sát hình đây. Đó, đối con thuần chủng là chúng ta chọn ghép đôi giao phối con đực và con cái, cái giống gốc nguyên thủy của nó. Ví dụ chúng ta thấy đây là lợn móng cái và lợn móng cái đực, thì con của nó hết hệ, con sẽ là lợn móng cái. Rồi câu số 2, em hãy đọc rồi đánh dấu X vào ô để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục theo mẫu bản sau. Thứ nhất là xương ống chân của B dài thêm 5cm, thể trọng heo con từ 5kg tăng lên 8kg, gà trống biết gáy, gà mái bắt đầu đẻ trứng, dạ dày heo tăng thêm sức chứa, buồng trứng của heo cái bắt đầu sinh sản trứng. Rồi, chúng ta cùng phân tích phần nào là sự sinh trưởng và phần nào là sự phát dục. Xương ống chân của B dài thêm 5cm, đó là sự sinh trưởng. Thể trọng heo con từ 5kg tăng lên 8kg, đó là sự sinh trưởng. Gà trống biết gáy, đó là sự phát dục. Gà mái bắt đầu đẻ trứng, đó là sự phát dục. Dạ dày heo tăng thêm sức chứa, đó là sự sinh trưởng. Buồng trứng của heo cái bắt đầu sinh sản trứng, đó là sự phát dục. Các con lưu ý nha. Câu số 3. Em hãy đọc thông tin sau. Theo Tổng cục Lâm nghiệp thống kê, khoảng 22.800 hectare rừng bị thiệt hại giai đoạn 2011-2019. Trong đó, nguyên nhân cháy rừng gần 14.000 hecta, phá rừng hơn 9.000 hecta và chỉ hơn 5 năm, từ 2012 đến 2017, diện tích rừng tự nhiên bị mất do chuyển mục đích sử dụng rừng tại các dự án được duyệt chiếm 89% tổng diện tích rừng giảm, còn lại là do phá rừng trái pháp luật làm mất 11%. Từ những thông tin trên, em hãy đưa ra các biện pháp để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng. Phần này thầy gợi ý những câu như sau. Biện pháp, chúng ta sẽ ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng. Kinh doanh rừng, đất rừng phải được nhà nước cho phép. Cái thứ ba, chủ rừng và nhà nước phải có kế hoạch phòng chống cháy rừng. Đó, chúng ta lưu ý cái này. Rồi một cái câu như sau. Gia đình bạn Phương cần chế biến thức ăn dầu blue sheep bằng men để cho heo ăn. Em hãy giúp bạn chọn các nguyên liệu và dụng cụ cần thiết để chế biến thức ăn trên. Thì các con biết rằng là ở thức ăn dầu blue sheep bằng men, thì để muốn chế tạo được nó, chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta phải biết rằng gì? Có men rượu. Hai tụi con nhìn trên hình đây. Đó. Và trên đây là thức ăn là heo đang ăn. Thì nguyên liệu gồm có bột bắp hoặc bột gạo, bánh men rượu. Đây nè, được chưa? Rồi nước sạch, dụng cụ, chậu nhựa, vải, ni lông sạch, chày, cối, sứ, cân đồng hồ.
Đó là những nguyên liệu mà chúng ta cần thiết để chế biến thức ăn dầu lucid bằng men. Các con thân mến, việc ôn tập chúng ta đã kết thúc. Thầy chúc tất cả các con thi tốt. Chào tất cả các con.